Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hảo Audio, và hôm nay thì em sẽ mời các bác cùng tham khảo về chất âm của Lacman FQ38U. Hiện tại thì em đang ghép với lại cái cặp loa JBL-L65. Thì chiếc âm ly Lacman FQ38U thì hiện tại thì ở bên shop Thanh Hảo Audio thì với mức giá chỉ có 53 triệu thôi các bác nhá. Máy cực kỳ là đẹp, rất đáng để cho các bác chơi và sưu tầm. Hiện tại thì em đang bật đĩa của cái ca sĩ Tuấn Anh thể hiện. Những cái ngày mà trời mưa thế này thì nghe cái ca sĩ Tuấn Anh này hát thì cực kỳ là tuyệt vời. Và sau đây thì em sẽ mời các bác cùng lắng nghe cái ca sĩ Tuấn Anh thể hiện cái ca khúc Sầu Đông. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cô hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sầu lạnh buốt đến trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly. Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn tiếc nhớ 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 phút giây ban đầu. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi. Đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông, tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ. Tình sầu lạnh buốt đến trường. Tình yêu giá băng về nơi cuối trời nhớ.